Mình theo mình được biết là lúc đó gia đình rất muốn đào bới lên, xin được phép quay cái phần bia mộ. Tại vì nếu mà không quay thì các bạn có thể nói mình là nói lên. Xin phép ạ. Con cũng xin phép của bà Hương Linh Phan Thị Nhung, sinh năm 1908, ở Quảng Châu, An Nhơn, Bình Định. Chào tất cả mọi người. Mình đi tìm một ngôi mộ không xác của một cụ bà đã chết cách đây 91 năm. Và đây, theo mình là một câu chuyện vô cùng ly kỳ và hấp dẫn, mang đậm tính chất tâm linh. Và bây giờ, mình sẽ mời các bạn đi cùng mình để khám phá ngôi mộ không xác này nha. Và trước mặt các bạn, đây là con đường để đi tới ngôi mộ không xác. Để nói thêm về con đường này, thì con đường này nó thuộc đèo Rù Rì của Nha Trang, Khánh Hòa. Thì ngày trước con đường này nối liền hai thành phố đó là Hồ Chí Minh và Hà Nội, nằm trên quốc lộ 1A. Nhưng về sau này, do vì sự nguy hiểm của nó rất nguy hiểm, nên là cái điều này phải bỏ đi và xây dựng một con đường khác để tránh cái điều này. Và lý do bỏ đi ở trên con đèo này là có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm đã diễn ra ở ngay trên đây. Bên một bên là vách núi, còn bên này các bạn nhìn thấy do lâu rồi không cây cối nó mọc lên, chứ thực chất ở đây là vực vực rất sâu nha các bạn, nên đoạn đường đèo này rất nguy hiểm. Và đây là ngôi mộ không xác mà mình đề cập tới từ đầu clip. Mình sẽ đi tới gần hơn để nói về ngôi mộ không xác này, thì nó liên quan tới một việc, đó chính là báo mộng. Là người phụ nữ này đã chết ở đây 91 năm về trước. Lý do chết thì được biết là ngày xưa từng làm công nhân ở đây, thời Pháp thuộc á, từng làm công nhân ở đây. Nhưng rồi sau đó mà công nhân làm hầm để tàu lửa chạy các bạn, ở dãy núi nè. Ở trên kia có một ngôi chùa, nhưng mà ở ở dãy núi đó có một cái hầm để cho tàu lửa chạy ở dưới dưới đó. Thế là người cô ấy đã mất và đất đá vùi dập lâu rồi, 91 năm không biết. Nhưng mà cho tới 6 năm trước thì một sự kiện báo mộng kỳ lạ, cực kỳ kỳ lạ mới diễn ra, là như thế này. Là cháu của cô năm nay tầm khoảng 60 tuổi rồi, thì trong một đêm đang ngủ thì cô này mới hiện về để báo mộng, nói là cô chết ở dưới đây. Và sự việc này nó sẽ không trở nên kỳ lạ nếu như cái cách mà cô này chỉ người nhà lên trên đây nó rất là lạ luôn các bạn. Là cô này có báo mộng là như thế này, là từ dưới chân đèo có một cái miếu, từ cái miếu đó bắt đầu đi lên trên đây và đi vài chục bước thôi, đến khi nào có một trong hai chiếc dép của mình đứt thì nơi đó là nơi mà cô đã nằm xuống, đã bị những lớp đất đá bao nhiêu năm qua đè lên. Thì sau khi có sự việc đó xảy ra thì cả nhà mới cùng nhau từ ở Đà Lạt xuống tận dưới đây, thì họ không xác định được ngôi miếu nào hết. Họ mới lên hỏi một vị sư ở trên đây
về giấc mơ đó. Đó, vị sư ở trên kia. Thì vị sư đó mới chỉ đích danh cái ngôi miếu là ngôi miếu đang ở dưới đây. Đó, cái ngôi miếu trước mặt các bạn đó. Và họ đi bộ từ ngôi miếu đó để lên trên tới đây. Thì vừa tới đây thì có một trong hai chiếc dép đã bị đứt ngay tại đây. Không biết lý do vì sao đứt, móc phải cây cỏ hay là cây gai gì đó mà đứt, đứt ngay tại đây luôn. Thì đúng như giấc mơ đã tiên đoán về việc lên trên đây và bị đứt dép. Và cái việc mà xây nên ngôi mộ này rất là khó khăn để xác định được vị trí mà nằm lại của cô này rồi. Thì khó để xây lên ngôi mộ, và nhờ vị sư ở trên kia để xây nên ngôi mộ này. Đấy, các bạn có thấy câu chuyện này nó ly kỳ và nó hấp dẫn về cô này hay không? Và cô này đã mất ở đây, như mình đã được biết là 91 năm, biết bao nhiêu lớp đất đá để vùi lấp lên bao nhiêu năm nay rồi. Nên là gia đình vẫn không tìm được xác. Cuối cùng là chỉ xây được một ngôi mộ không xác ở bên trong đây thôi. Từ thời Pháp thuộc rồi Mỹ thuộc rồi về sau này rất lâu rồi các bạn. Và bây giờ mình xin được phép quay cái phần bia mộ để cho các bạn xem. Tại vì nếu mà không quay thì các bạn có thể nói mình là nói láo hoặc là nói xạo. Thì xin phép ạ. Dạ, con cũng xin phép cô bà Hương Linh Phan Thị Nhung, sinh năm 1908, ở Quảng Châu, An Nhơn, Bình Định. Tuy ở Quảng Châu, An Nhơn, Bình Định, nhưng mà có lẽ là về cái đời sau đã chuyển lên tới Đà Lạt rồi, nên con cháu ở trên Đà Lạt mới xuống đây, mới tìm ra được cái ngôi mộ này, mới tìm ra được nơi mà cụ bà đã ra đi. Và đây là câu chuyện báo mộng kỳ lạ nhất mà từ trước tới giờ mình được biết. Ngồi ngôi mộ này ra thì xung quanh có rất nhiều ngôi mộ vô danh khác nữa. Đấy, các bạn hãy nhìn thấy. Và ở trên kia là ngôi chùa có vị sư đã giúp đỡ cho gia đình này rất nhiều về việc đã làm để xây cất nên cái ngôi mộ này. Mình theo mình được biết là lúc đó gia đình rất muốn đào bới lên để tìm và để xây mộ, để tìm lại xác, nhưng mà thật sự xác đã nằm ở dưới đây từ rất lâu rồi, quá lâu rồi, nên không thể nào có thể tìm được, nên không thể nào gọi là đào ở đường để tìm xác, đào một lần 3-4 mét để tìm xác mà vẫn chưa chắc sẽ tìm được. Thì xin phép là ở đây, xin phép là làm một cái ngôi mộ gió, ngôi mộ không có xác ở đây nè các bạn ạ. Mà để nói về ngôi miếu linh thiêng ở dưới này, thì tại sao ở trong cái cuộc báo mộng đó lại nói là bắt đầu xuất phát từ ngọn miếu này để đi lên trên đây mới tìm ra được xác? Thì ngọn miếu này nó xuất thân như thế này nè các bạn. Vào khoảng thời gian hồi xưa, cái thời mà có một vị tướng tài nào đó, sau khi đánh trận xong thì để rút về tại đây. Và không biết lúc đó vì sao hết mà vị tướng tài đó lại cho xây một cái miếu nhỏ ở đây thôi. Và cho tới ngày hôm nay, ở dưới ngôi miếu này có một tảng đá rất to, và trên tảng đá đó có một việc rất kỳ lạ. Đó chính là có mờ mờ ảo ảo cái khuôn mặt của vị tướng tài ở trong cái tảng đá đó. Rất lạ luôn nha các bạn.
Và mình được biết là ở cái khuôn mặt đó, nó vài ba tháng thì nó sẽ thay đổi, nó sẽ biến sắc một lần. Và trước mắt các bạn đây, đó chính là người coi miếu. Đó chính là người coi miếu. Và nếu các bạn tò mò và muốn biết được ngôi miếu linh thiêng này với hàng ngàn câu chuyện tâm linh linh thiêng ở dưới đó và lý do vì sao có ngôi miếu đó, thì các bạn hãy để lại dưới phần bình luận để clip sau mình có thể tới ngôi miếu đó và làm một cái clip và làm sáng tỏ là vì sao có ngôi miếu đó, và để quay cho các bạn thấy nữa là cái hình ảnh, cái gương mặt của vị tướng đó ở trên tảng đá đó có đúng như người ta đồn hay không. Do gia đình này có thân nhân ở dưới Nha Trang, cũng có thân nhân ở dưới Nha Trang, nên là ngôi mộ này lâu lâu vẫn có người tới để chăm sóc cho ngôi mộ. Và mình nói lại là câu chuyện báo mộng này nó diễn ra vào 6 năm trước. Và mình được biết là mỗi năm gia đình ở Đà Lạt xuống dưới đây vẫn dọn dẹp nhang khói cho ngôi mộ này. Và câu chuyện tâm linh này được kể lại, được có người chứng kiến và có người tham gia luôn ở bên trong cái cuộc tìm kiếm này để kể lại, đó là vị sư ở trên chùa trên kia. Đó, trên chùa mà có tượng một vị Quan Âm Lộ Thiên đứng ở ngoài, lớn nhất thành phố Nha Trang mà mình được biết. Đấy, ngôi chùa trên đó. Thì câu chuyện này được vị sư ở trên đó kể và truyền lại cho những người thật sự muốn biết. Thì thông qua việc này, mình đã kể lại cho các bạn biết là lý do vì sao ở đây có ngôi mộ gió không xác như thế này, và kể lại cho các bạn biết câu chuyện tâm linh báo mộng của cô ở đây như thế nào. Bây giờ mình xin chào tất cả các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa. Và nếu được, mình sẽ xuống ở dưới ngôi miếu dưới kia để làm clip nói về vị tướng đã tạo dựng nên ngôi miếu đó và hình ảnh vị tướng ở trên hòn đá như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.